Hello cả nhà, hôm nay là Huy đi cái chợ Sâm Phen, nó mở lúc nửa đêm tới sáng sớm. Huy thấy mấy cái tiệm sáng sớm luôn á. Sáng sớm mấy giờ sáng là mở tiếp. Đó bây giờ cái nhưng mà đang ban đêm đi nó vắng lắm nha. Ngoài đường không có người, xong rồi tới cái chợ nó đông. Giờ Huy làm clip đặc biệt đó là Huy trang điểm thành một cô gái. Quá trời quá đất vậy ông. Mua và trang điểm thành em gái liễu tập 2 phần 2. Gắn lông mi dẻ đó vô đây. Rỉ lắm á hông, mua cây vừa kẻ mắt nước cho chị Phương, chị nói cho em làm nhì nhì là với là phải kẻ cái mắt nước tại cái mắt cái phải gắn mi nữa hông, mua gắn mi mà thôi, làm quá thì để nó ghê quá ha, làm quá thì nó giống con gái lông mi nhìn này quá trời nhiều mà. Ồ cái lông mi này hay quá ha, từng cọng á, nhiều kiểu lắm mọi người, trong chợ bán đầy đủ hết, 100 nè 75.000 á, rất là nhiều cọng lông, đủ kiểu hết, lông nhỏ, lông to, lông dày, lông tơ, từng kiểu Nhật Bản á, cái này là kiểu Nhật Bản á. Trong chợ người ta bán kẹo nè, bán kẹo của Ayu Thaya 25 bạc, ôi đâu có được ăn đường đâu, cái kẹo đó tôi review rồi đó, rất là nhiều kiểu lông nè cả nha, lông dày mua để kiểu làm chị Trích Thi Trang. Trích Thi Trang là ca sĩ của ACA, làm mấy cái còng kiểu này này làm mắt Nhật Bản đẹp. Còn này làm mỏng 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 mỏng. Ồ có lông, có eyelash luôn này ha. Có dán vô một bộ vô nè. Ồ người ta hay quá, người ta làm cho mình một bộ vậy luôn nè. Xuất sắc ha. Đủ ơ đủ kiểu á, lông mi. Trang điểm, làm clip trang điểm. Em gái liệu xong móng tay móng chân này trong chờ bán này, cô đã bán ngồi ăn chiêu chiêu ngon lành luôn, làm việc rất là thư thái từ tốn. Ở con tắt len này đủ màu hết cả nhà ơi, đó mình có thể mua gắn làm cho mắt nó to hơn. Đây hơi mua ai mấy đây chị không chị mắc cỡ Huy phóng chặt tay na em thầm thả YouTube con tay chặt tay em. Huy nói Huy sẽ làm trang điểm, Huy mua cái màu giống như Huy nói là con cái màu màu xanh giống như con búp bê đó, Huy mua 3 cái luôn để về làm trang điểm cho cả nhà xem cho vui. Đây cái chị đó chị chỉ cho Huy trang điểm này, mua cái này á. Ok không ơn. Cái này á là có keo luôn, dính vô trong này luôn. Còn cái này á là keo, là người ta cho mình một cái này là 130, còn cái này là 100. Cái này hát xịt đó, anh ấy hát xịt. Ờ cái này rẻ hơn, này mua anh rẻ không ta? Anh ấy có mi cao lơi hả? Ờ một cái. Ờ anh ấy á. Ờ mi bên set. Ờ. Ha bên này là 100 nưng. Ờ. Anh ấy mi cao tịt đấy lơi. Chai tịt đấy lơi hả? Ồ anh ấy túc cả ta lỡ. Hả đi mát anh ấy hả cấp? Anh này đi thi sụt. Đi thi sụt anh ấy. Ờ đi thi sụt anh ấy hả? Cái màu xanh lá cây đây là một là bán được nhất 75.000 à mấy chị, em về trang điểm cho mấy chị coi nha. Tê anh ấy túc cả ta là anh ấy mượn cần mượn cần lược anh ấy cho đây anh ấy khấu chày mắn mắn mì rút này thằng nè mắn có mượn cần thằng này khấu chày nữa ha. Anh ấy đi thi sụt đó ha. Dạ, anh ấy review đăng. Đăng, ok, ông đăng. Ông đăng hành đó. Lấy con mày đó. Ok, còn mày là lấy cái kêu hộp mới cho Huy này đó. 75.000 mấy chị, em bỏ vô để tin tiền. Mấy chị coi trong chợ người ta bán kẹp đẹp chưa nè. Quá trời xuất sắc. Chị sợ không mua cười chị đây. Cười trước cái cho quay cho mấy chị coi nè đó, cười trước quá trời luôn nè. Đẹp chưa? Kẹp nè, quá trời, quá đắt mấy chị. Ôi, khỏi thôi. Quá trời nè, kẹp ngọc rồi quá trời hả? Lông liếc rồi quá, ơi đầy ngay luôn cả nha. Mấy chị có bạch tuyết rồi nè. Đó, có hình bạch tuyết rồi nè, đẹp chưa? Có hình phi hành gia rồi nè, đó, đẹp chưa? Cúc Hello Kitty nè đó, mấy chị vô đây mua nhan rỉ lắm. Có hình con búp bê nó đang khóc, tội nghiệp quá. Rất là nhiều đồ nè. Giờ đi mua cái tàu tóc giả nữa nha. Chị coi này quá trời luôn, em mua cái màu đỏ đỏ eyeliner nhưng mà mua đỏ có màu tím nữa. Mua 2 cái luôn nha mấy chị, 2 cái này là người ta bán được
Nhưng mà hai cái này là màu gì? Ủa cái này là màu Luxury Deep Eyeliner Makeup for Skin Eyeliner Long Lasting Fire Waterproof Sweet Proof. Cái này là chống, cái này là chống trôi nước á, mưa đồ hoặc là khóc á. Bạn trai bỏ khóc nó cũng không trôi, nó không có bị giống như trong cái MV của Taylor Swift trôi khóc mắt điên. Cái này tôi còn, cái này là farewell to little eyes, see that let you have deep big eye. Không biết chọn cái nào ta, chọn một cái thôi, với lại chọn cái màu cam. Tại cái màu cam thì làm cho con mắt nó màu cam luôn, đỡ mua phấn đâu, mua ơ luôn, làm đại cho cả nhà xem. Mà thiệt ra làm là phải làm luôn chứ không có làm đại. Son môi đầy đủ hết cả nhà ơi, quá trời nhiều, nhiều quá ha, nhiều quá, riết còn nhức đầu, bắt đầu thấy nhức nhức rồi nha. Có chống hói tóc rồi nè mẹ chị, bị lắm cái tóc á, cho nó hói tóc này. Cái đây nè, cái đầu em bữa nay hói không biết bị gì không. Mấy chị nó đừng có stress, mấy chị nó đừng có đi đêm, mà em cũng đi đêm, đi từ sáng. Ô mấy cái màu nhiều quá, cảm ơn mấy chị nha. Màu phấn hồng nè, có mấy hồng mua nữa là hết tiền luôn mấy chị. Chị ráng coi giùm em cái clip em làm nè, chứ giờ em đi quay với bạn này nè, em cũng chưa có biết, em cũng suy nghĩ. Ô, có nhiều cái donut gì đây vậy, donut là gì vậy ta? Anh em ăn khưa này được không? Donut hả? Anh em ăn khưa này Highland nữa. Highland nhũ hai lên nhiều quá nhức đầu mà chị ơi, thôi em đi ra vậy là được rồi. Tại trong phố bèn qua tầm mấy tuổi thôi. Cái này giống ly xe quá không? Mọi người, cái này được không? Con chim bỏ cái này đi qua. Con ni ok mấy ok mấy. Review là Huy đã đi cái chợ đó mà cuối cùng còn 560.000 trong toàn bộ thẻ và tài khoản. Thì Huy trước hết là xin gọi lời cảm ơn đến chị Trang đã gửi cho em 2 triệu, mặc dù là em đã nói là trước đó chị có comment là chị gửi cho em 2 triệu để muốn ăn gì em đi ăn.
không, chị nói chị cho em ít tiền, chị không có nói 2 triệu rồi nha, cho em ít tiền để gọi em đi ăn. Nhưng mà Huy nói là chị cho nên em chấm đừng ý là dạng đừng nữa, chị cứ dạy qua là tại vì em đang tính này nọ. Huy đang tính là mấy cái anh bạn mà mấy bữa Huy có quay clip được 8.500 view á, trong cái clip mà mình gì á, nói chung là mấy cái anh đó anh nói Huy về ở đi á, cái dưới tỉnh ngoài ô á, anh cũng mấy anh cũng biết Huy đang còn 360 bài trong tài khoản và trong tiền là chưa đóng điện thoại thì còn tổng cộng hết là còn 560.000. Anh cũng biết, anh nói là tôi đã nói rồi, tôi nói bạn giờ dọn xuống đi, tôi qua YouTube được nhiêu như đây nọ rồi quay dọn xuống nó đi, rồi với lại Huy cũng dự định là quay ấy, nhưng mà người Huy đau với lại Huy yếu, Huy phải dự sức trước, với lại Huy không có biết là được thì hay không, là Huy chưa có biết rõ, với lại Huy cũng tự ti, Huy không có chia sẻ được hết. Nhưng mà hôm nay á thì trước hết là em cảm ơn chị Trang, là mặc dù Huy nói là chị đừng có gọi, tại vì chị có gọi cho Huy 2 lần rồi, lần đầu là chị giúp một lần, sau đó là chị gọi sinh nhật, và bây giờ mà chị hay comment là em đi chết bệnh để sao em thấy em đau nhiều quá. Nhưng mà Huy bây giờ Huy chỉ cần là có tiền ăn, đủ tiền điện thực phẩm, nhưng mà thiệt ra là không có đủ. Nhưng mà Huy rất là sợ và cố gắng quay clip mỗi ngày up không ngừng nghỉ và stress rất là nhiều. Nhưng mà đầu tiên là em cảm ơn chị rất là nhiều, và Huy có nói là hôm qua Huy mệt, Huy không ngủ, Huy ráng đi quay. Thực ra không phải Huy ráng đi quay đâu, Huy tính là dọn đem một cái bịch đồ đi xuống ở dưới, quay với mấy anh ở dưới tỉnh trước để Huy coi sao. Nhưng mà Huy yếu, Huy đau, cho nên là mới ra cái chợ, clip ở chợ đó và những cái đồ mua ở đây thì Huy cũng tiếp tục quay để mà có cái chi phí cho tháng sau để đóng cái tiền phòng này trước. Và chị em Huy có nói với chị Trang comment là chị cho em thêm lần nữa đâu có được qua đâu, đâu có làm gì qua được, tại vì Huy lo cho tương lai của Huy, đâu có thể mà để chị như vậy được. Nhưng mà Huy không có từ chối nha, Huy rất là ngại cho chị hỏi, Huy rất là ngại nha, nhưng mà Huy từ chối. Nhưng mà ý là cả nhà thấy cái clip, ví dụ clip này hay là cái công sức của Huy á, là Huy vẫn nhận nha cả nhà. Những cái clip Huy đi review công sức hoặc là mọi người muốn tài trợ cho Huy thì Huy vẫn nhận và để đi quay, giống như tài trợ tiền cà phê, tiền xe, tiền này tiền nọ, hoặc là thấy clip nó hay cho cái người này, đó là cái công sức của Huy nha, Huy không có từ chối. Nhưng mà ý là cái chị này chị tốt với Huy quá, và cũng có những chị khác rất là tốt với Huy như chị Phương, và rất là nhiều chị khác. Chị Trâm Anh họ nói Huy là tạo tài khoản PayPal đi, thật ra Huy tạo, Huy mới tạo lại mà cũng được, tại vì là Huy thấy cái quốc gia Việt Nam nó không có hiện lên, cho nên là Huy bấm vô không, nó không ra. Thì Thái Lan có mà cái căn cước của Huy là căn cước Việt Nam đó, cho nên là Huy cũng không biết. Nhưng mà thiệt ra là Huy để số tài khoản của ba Huy là Huy nhận hết, ba nhà Huy không có gì hết nha. Còn cái chuyện anti fan chửi này nọ là Huy không cần quan tâm đến gì tới nữa. Bây giờ Huy rất là sợ về tương lai, và cũng như là gạt cái chuyện tiền cái sức khỏe qua một bên, tiền không có và Huy chỉ muốn đủ cho cái căn phòng, rồi còn cái tiền ăn thì có thể mình không cần ăn mà mình phải uống nước, hít không khí, ăn lá khô được, mình phải uống nước trước. Và bây giờ Huy nói, Huy cũng có nói với chị Trang là chị Trang gọi cho em vậy, thì nói chung là mấy anti fan cũng chửi, giả bộ nói là những cái người đó là Huy tạo ra và gì đó, nói chung chửi đủ cách. Nhưng mà thì Huy chỉ muốn nói là Huy cảm ơn cái chị đó, còn nếu mà anti fan nói là Huy là cái chị đó thì Huy tự cảm ơn Huy, Huy là đại gia của lòng Huy. Và Huy cũng không biết là chị đó là ai mà tốt với Huy, cũng nghĩ là một cái người bạn nào đó của Huy. Nhưng mà không phải cái cách chị nói chuyện, mà chị đi Thái Lan và chị có người yêu và chị nói về những cái khác này nọ là Huy nghĩ là không phải. Tại vì ngoài chị Trang ra còn có chị Phương và rất là nhiều chị khác ở đất nước khác, cho nên là Huy nghĩ đó là những cái người lạ ơi, cho tôi mượn bờ vai các chị phối hợp với em, các chị phối hợp, các chị đẩy. Bây giờ em không nói nữa, em trang điểm nha, em trang điểm mua cái đồ ở chợ rất là rẻ tiền. Thật ra là có những cái người bạn, người ta cũng muốn giúp Huy, người ta mua cho Huy mấy cái đồ lần trước là người ta tặng cho Huy á, rồi người ta mướn cái người tính, mướn cái người các bạn ấy làm trang điểm cho Huy á. Mà Huy nói chung là có lúc Huy mệt, Huy tỉnh, Huy mê á, cho nên là cái thời gian của Huy nó không có cố định đó, nên Huy mua cái tóc giả này rất là rẻ nha, tại vì Huy không có điều kiện gì đó mọi người, thì Huy mua cái này thì thấy rẻ quá. Mà không biết bạn Huy mua được lúc nhiêu, cái này Huy chỉ có 200 bạc là 150 ngàn Việt Nam mình đó. Nhưng mà Huy đổi cái này thì Huy thấy ok, tại vì mấy cái tóc kia thấy nó dài quá, nói chung là con người là cái răng, cái tóc và góc con người á, nó phù hợp với mình là được. Tại vì cái mặt Huy thiệt ra không có trĩ, nhưng mà khi mà để cái kiểu tóc mình phải phù hợp chứ không là hẳn dài đó. Trước đó là phải trang điểm chứ không, cái đổi tóc vô là thôi, đổi tóc vô luôn để em biết cái nét trang điểm nó sẽ phù hợp với cái màu nào ha. Cái này là 150 nha mấy chị, chưa có trang điểm gì hết, 7 phút không. Cái này không biết là có nên cắt tóc mái không mấy chị, cái này chật quá, Huy kéo ở trong bị chật quá nên nó cái đau lắm á. Nhìn giống ca sĩ Thủy Tiên là hai người,
chị Thủy Tiên ở Hải ngoại này, tóc này Huy đã từng lên sân khấu hát của chị Thủy Tiên rồi đó mọi người. Hồi chị Thủy Tiên về Việt Nam làm show, mọi người Huy giơ tay lên lúc mà hỏi phần giao lưu với khán giả, mọi người kêu Huy lên đi, Huy lên hát cái chị Thủy Tiên bài này người tình, người đẹp xinh xinh, đừng xa tôi dù là giây phút, trái hồn tôi trong vòng tay, quên đi ngày mai. Huy rất là thích chị Thủy Tiên, chị có một cái giọng hát rất là lạ và đặc trưng. Cái giọng chị cũng không có. Và từng ngày là nghìn mê say, càng mong quên lại càng mong đến, nhớ nụ hôn trong dấu yêu còn thơm đọng trên nét môi. Em là gió quyện hồn mây ta bay này đó, rồi một hôm nắng lên chợt thấy tình yêu sao bấp bênh. Nhưng mà cắt tóc mái không ta? Chị Thủy Tiên là cắt tóc mái tại cái ở trước đó, nhưng mà cắt sợ nó hư không, không biết hơi đồ có đúng không nữa. Nhưng mà cái này là phải cắt rồi không cả nhà hả? Bây giờ thì sao được? Nhưng mà trước khó là mình trang điểm trước ấy. Điều để cái nhạc được để trước đi thôi cả nhà. Cột mình trước là cho sợ không biết cắt làm sao ta. Cắt. Chị Thủy Tiên hát cái bài Anh Phải Làm Sao hay lắm luôn á. Có những lúc em buồn em ngước lên trời, mong ngày mai không còn nỗi đau trong cuộc đời. Cái chợ đó nó bán đồ rẻ cho ở trên mạng đó. Hồi giờ Huy không biết, mà lúc mình hết tiền thì mình đi mua đồ cái chợ đó thì được, tại cái chợ đó nó rẻ, chợ giá sĩ á, 200 bạt 150 ngàn một cái đầu tóc như vậy là quá rẻ. Hồi không biết, nhưng mà giờ Huy không còn điều kiện mà Huy ấy á, Huy sợ quá, Huy phải làm đủ kiểu mỗi clip kiếm được 5 ngàn 1 ngàn mà ráng up nhiều để mà nó có điều kiện. Tại vì cái phòng này ấy lên giờ để trang điểm trước nha, cái lông mày Huy là lông mày con trai rồi nè đó. Cái chỗ này bán mấy cái đồ, nói chung là phải mua mấy cái đồ này rỉ. Huy có đánh quên lấy cái hộp phấn không, phải đánh phấn lên cho thôi cả nha. Chờ Huy lấy, Huy không biết cái hộp phấn của Huy để đâu nữa, để coi rồi nha. Chờ Huy lấy cái hộp phấn, không thấy hộp phấn đâu hết trơn ta. Không phải đánh phấn nhưng mà đánh cushion đó, đánh cushion cho nó đây, đánh cho nó, cho mấy cái phấn kia nó không bao vô, không biết tại vì sợ nó không phải đồ, sợ đồ để tiền mà sợ nó không có phù hợp với làn da, nó bị kích ứng. Trước hết là mình đánh phấn cushion nha cả nhà, cho cái làn da nó mịn màng nè, đó nó mịn liền, đánh vô nè mọi người nha. Cái camera thường á là hơi chưa có đánh trang điểm gì hết đó, thì đánh lên nó dí dí vô cái làn da. Mình đánh xong dưỡng để cho lát nữa đánh xong là môi nó không cả. Từ lúc làm clip làm đi mua đồ con gái để về Việt Nam cho người ta chửi thôi á, với lại Huy có cảm giác là bây giờ Huy chưa có thích hợp được, Huy chưa có đủ cái năng lượng để mà Huy quên đi cái bệnh của mình, cho nên là Huy vừa là làm con gái là để có cái view cho một cái người khác cho cả nhà đỡ chán, mà là để cho mình có một cái cảm giác sống lại một cái cuộc đời khác của một con người khác. Đó, giờ Huy là một con người khác, Huy quên mình bệnh có bệnh luôn. Bây giờ sống nó khó quá, mình phải dùng những cái cách như thế này để mình tiếp tục có một cuộc sống. Giờ hơi trang điểm lên. Đó. Được chưa cả nha? Cái nền vô cái da nữa. Ok. Một lời cuối, cái lông mày của Huy là con trai rồi hả? Này hôm qua Huy đi mua 3 cái len nè, 180 bạt, và cho 200 luôn 150, và cho 150 ngàn 50 một cái len. Nhưng mà hôm nay mình chơi tông gì ta? Mình đánh tông nâu, có mắt màu nâu đi thôi, con gái là mắt màu nâu đi, hay là màu sáng nên nó tay thôi. Có ba màu, Huy mua màu xanh nước biển thì để bữa sau có tiền mua cái tóc màu vàng đi, để cho cái màu xanh nó giống như người Mỹ trầm lặng. Còn cái này màu xám là tay quá. Còn cái này màu nâu là giống Phạm Băng Băng, cái mặt Huy giống Phạm Băng 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 là bị bắn đó. Băng Băng Phim TV cũng bị vô coi bắn Băng Băng Phạm Băng Băng, mỗi lần kêu cái tên là cái tên này chắc bị bắn không? Đó cái len này phải mở ra, không biết mở sao. Tới hồi giờ cũng không có mua cái này, mua cái hộp kia. Hồi xưa Huy cũng đi hát, Huy mua cái hộp tròn kia, chắc Huy cũng không mua cái này, không biết mở nó sao, nó hơi khó mở. Chú có ra được rồi, khó ra quá này, khó ra quá trời.
cái nó lâu ra thì mà mở Huy không biết mở luôn á, giờ phải làm sao tao đập ra luôn rồi. Không có cái lens sao ấy, không có cái lens sao trang điểm mới ra cái long anh của sự con gái được. Cái này đáng lẽ mở vậy là nó ra chứ không, sao nó là không ra mà người nó như này. Lấy cái kéo cho Huy chút nữa cả nha, đúng thời gian của mọi người. Nó rớt kia vô luôn mọi người, nó đâm xuống nó rớt cái kia vô luôn. Đây mình chế ra đây nha, sau đó mình đuổi nữa. Giờ nó có cái nắp nó rớt vô luôn rồi. Làm con gái phải khó khăn mệt nha, bởi vì con trai mà không ga lăng là con gái còn khổ lắm. Một lần đi chơi trang điểm không trang điểm thì chia lên chia xuống. Yêu là yêu lần đầu, mấy lần sau chỉ là tình nghĩa thôi. Thử mình đeo cái lên trước nha cả nhà. Ủa mình phải rửa cái lên nha cả nhà, chứ cái nước đó mình phải mở hai cái nắp luôn, tốn cả gian thời gian mới chờ tiếp nha cả nhà. Đâm nhiều lần nữa cho nó ra. Chết mày rồi, xong bể cái lên rồi, bể không hơi cái lên rồi, không biết hơi không. Cái lên này giờ xài được 1 tháng, hồi xưa là mấy cái lên 1 lần nó rẻ hơn, còn cái lên này 1 tháng. Nhưng mà mua ở chợ là mình mua thường thường mấy ở chợ nó bán giá sỉ á, rẻ á. Cái mua á, mua ở ngoài mắt không á, mình phải mua 3 lần. Cái mắt Huy nó đang màu đen mà thấy không, thiệt ra cái mắt Huy cũng phải màu đen, mắt Huy màu nâu. Nhưng mà đeo cái này vô cái mắt của mình nó to hơn thấy không, chưa trang điểm mình thấy nó to hơn không, mọi người thấy không. Giờ Huy được cái đèn lên sáng lên này, nó to hơn này thấy không mọi người, mọi người so sánh đây. Con gái là nó khác nhau, còn ở bên Trung Quốc là trang điểm là do họ cái mặt bị sệ là đánh kéo cái dây lên gì luôn này, trang điểm đến mức đó luôn á, rồi đắp như nè, có cái dây là cái mặt nó trĩ lên như nè, trang điểm đến mức đó luôn á mọi người. Rồi họ còn đắp bột lên lỗ mũi luôn á, con trai trang điểm luôn á. Là Huy thấy mấy bạn trang điểm con trai, Huy thấy nè, con trai là không trang điểm nó đẹp, trang điểm lên nó khác nhưng mà nó không đẹp. Huy thích con trai nó tự nhiên đó, mọi người thấy nó khác chưa, chưa có trang điểm thấy khác rồi đó ha. Đeo cái ấy vô là nó khác liền không mấy. Nhưng mà cái lông mày của Huy là lông mày nam, có nhiều người trang điểm mà người ta Huy không biết Huy đeo có đúng chiều không, hồi nãy Huy cũng coi. Bây giờ mình trang điểm trước đi không, mình trang điểm nhanh còn liền. Nói chung là Huy mua một cái chỗ, mấy chỗ rẻ á, có cái chỗ đáng lẽ là mua giá sỉ sao mua cái mấy cái cây đây rẻ hơn mà cái chỗ này thì bình thường rẻ chứ bằng mắt. Còn qua bên đây có 20 mấy, chưa tới mua 3 phần nè, mua 3 cái này luôn. Không không, mua cái nào ta, mua nó, nói chung mua 3 cái, mua 3 cái này nè, là chưa tới 70 ngàn Việt Nam mình luôn á, có 8 mấy bạc hay sao á. Mà phải mua 3 cái, cho mua một cái này là 20 mấy, nhưng mà mua một cái thì phải cho người ta thêm 20 bạc là vẫn rẻ. Nhưng mà Huy mua 3 cái luôn, tại vì cái song dũng môi này có 15 ngàn, 20 bạc là rẻ quá, nhưng mà phải mua 3 cái. Mua 3 cái là người ta tính giá sỉ của người này mascara, tại vì cái lông mi của Huy là nó bị quặp xuống nên Huy phải mua lông mi nha cả nhà. Thì những đeo cái này cái mặt dữ quá không, dữ quá mọi người, thiệt là cái mặt Huy nó còn dữ không. Đánh lấy cái song môi dưỡng này đánh thử rỉ quá không, bữa mua lộn cái song môi dưỡng kia chưa, nó có màu Huy muốn thích màu. Cái này có 15 ngàn à, này 15 ngàn rỉ quá không, rõ sát một ông thôi. Làm mấy cái song môi này cũng dễ không à, 15 ngàn. Cái môi của Huy mấy anti fan chửi nhá, nhưng mà người ta phải chửi thẳng luôn, còn Huy nói lại cho nó lịch sự. Mà có cái mái tóc mình chi là gì nè, giống phải băng chưa có trang điểm á. Huy mua cái hộp phấn này bao nhiêu ta, 95 bạc, 75 ngàn đó, phấn mắt nè. Nhưng mà trước thì đánh phấn mắt mình đánh cái eyeliner đi chị Phương á, em phải kể cái eyeliner cho con mắt nó sắc lẹm. Cái này luxury deep eyeliner là sang trọng, nói chung thì mua ở bên kia thì nó mắc hơn.
tìm bên đây là mắc hơn. Nó không tính giá giá sĩ, chắc là mấy cái em này có mấy cái em nói không có tính tiền bằng kỹ, không biết sao, không biết có tính mắc hơn hay không. Này là What's the Brew. Nhưng mà có mấy cái người đứng ở trước tiệm hồi bữa đi mua đồ cho ca sĩ nổi tiếng Việt Nam giấu tên đó, thì bạn của Huy á, cái người đó là cái người chứng kiến ngày đầu tiên Huy nghe gọi điện thoại cho Huy á, gọi cho Huy á nha, nên Huy rất là biết ơn Huy đi mua giùm bạn đó. Cái lúc mà Huy đi mua người ta đứng trước á, ý là mấy cái người mà đáng đứng trước đường người ta sẽ được hơi hồng, mình thấy mình biết đó, lúc mà đi, nhưng mà thiệt ra là không phải, nói chung mấy cái đó là cũng toàn nghiệp người ta phải có hơi hồng, ai đâu rảnh mà đi ấy. Cái này eyeliner nha cả nhà, con mắt như này giống như cho nó có cái sắc liền, nhưng mà đáng lẽ là Huy ấy là có nhiều người nói con mắt của Huy nhỏ, nhưng mà có nhiều người thì nó lại nó là to, cho nên cái Huy cũng không biết là con mắt Huy to hay nhỏ. Nói con gái người ta trang điểm gì đó, người ta làm cho cái ơ mà mình kẻ lông mi mà ta, mình có mua cái lông mi đáng lẽ người ta dán mí luôn á, mà Huy không có dán mí, là một ánh nhìn thu hút. Rồi bữa nay bị hư rồi, bên này là bị hư ta, bên kia được, bên này hư lên. Bên nó ác quá không? Bên kia nó nhẹ nhàng này, thấy không? Bên đây nó nhẹ nhàng là vừa phải, còn bên đây tự nhiên nó... Cái này là mỏng này, ok này không? Mà không có đem mua dầu dừa để tẩy trang rồi. Cái này nó lại ấy quá. Bên đây nó vừa phải, nó dễ thương. Còn bên nó ác quá. Cái này nó ăn... Trời ơi, trang điểm như mà nãy giờ mà chưa gì hết mà tới 1 tiếng luôn. 26 phút luôn. Nói chung mấy cái cây này ở đây bán rẻ cho ở ngoài siêu thị Nhật Bản có mấy cây 500 ngàn, 1 ngàn mấy. Kẻ nó sắc nét lắm. Sao bên kia kẻ đẹp mà bên đây kẻ khó quá ta. Biết sao cái mắt Huy bên đây là 5 mấy lót, còn bên đây nó 2 mấy rõ cho nên khó kẻ quá. Bên đây ok nữa, cái bên đây khó dữ ta. Mình khó quá. Như do hồi nãy Huy kể ở trong này nè, từ ở trong này. Vậy đây. Rồi ok chưa? Nó cũng phải đậm đậm như bên anh chút. Tự nhiên nó dày vậy ta. Nó thì đậm quá. Cái bút này dễ vẽ hơn cả nhà, mình phải mua, mình phải thử, mình phải test mới biết. Ok, cái bút này dễ vẽ hơn. Rồi cái bút này ok rồi nha, để làm cho nó nhọn nhọn thêm chút cho giống bên kia nó sắc hơn, dài quá chết rồi, hồi nãy được rồi thôi, làm càng lố. Sao cái mắt nó không có đều không? Con mắt cũng hơi nó khó lên. Thôi cứ kệ, cứ dài trước đi nha. Hình
Hay là bên đây cho nó đậm không, mà bên đây nó đẹp rồi, mình làm nữa thì nó lố. Rồi có mua một cái cây màu cam nữa. Một cam này đó. Ví dụ mình đánh một cam ở dưới, hoặc là một cam ở trên. Tại một cái kiểu trang điểm mới theo xu hướng, để cho cái ánh nhìn nó thu hút hơn. Nhiều người lấy cái này đánh viền môi luôn không? Tự nhiên có cái màu đỏ nó thấy nó cũng đẹp đẹp, nó hiền hơn không? Tưởng cái màu đỏ nó ác rồi nó mới hiền hơn không? Bây giờ mình gắn lông mi đi không? Cái lông mi này, cái hộp lông mi đâu mà tặng đẹp lắm. Mình rẻ được có 75 ngàn ở đây đây. 75 ngàn này, cái cô ở chợ bán. Nó cái đĩa CD hả? Cái lông mi nó có keo luôn. Này nó có keo ở trong luôn. Khỏi mua. Mình phải có cái nhíp mình gấp ra thôi. Mình không có cái nhíp mà nó có keo hai, giống như băng keo hai mặt đấy mọi người. Lấy ra xong mình in lên như này nó cái lông mi. Cái này cô nói là cái này là hot. Nhưng mà hồi nãy Huy quên bấm lông mi, phải cái lông mi của Huy lĩnh. Lông mi nằm dưới. Ok, cứ lên nữa. Đây mình thấy không được quá, gắn vào cái nó dính liền không nào. Không nhận giờ càng ngày nó càng tăng tiếng. Nó là từng chút như này, đó. Quên chưa kỳ không mắt, chưa đánh phấn mắt. Có mua cái hộp phấn mắt nữa, để ơ mà. Nhiều quá, quên rồi. 95 bạc cũng 75 ngàn á. Ủa đâu rồi? Cái này mình muốn một hai cái thôi cũng được, một cái kiểu á. Giống như chị Trích Thị Trang ở bên trung tâm ACA lại ngồi chị hai trang điểm kiểu mà búp bê Barbie đồ á. Nhật Bản rồi đó, chị làm như này đó. Băng keo hai mặt cũng đến được. Làm sơ sơ nha, tại vì thấy trang điểm lâu quá, tốn thời gian xem của cả nhà nãy giờ mình một nửa tiếng rồi. Không biết cả nhà thấy xem. Hay quá. Nó làm cái mắt mình nó bự không? Ví dụ làm lông mi dưới này nữa. Lông mi dưới. Được luôn nha. Nhìn giống Nhật Bản đó. Lông mi dưới này cả nha. Mà chưa mua đồ còn ráng tính ra để làm cái này trước. Chưa có mua đồ ta còn có 560 ngàn, cứ quên bộ đồ, có cái bộ đồ bữa lấy ra mặc lại nữa nè ta. Cả nhà coi chán không ta, phải đầu tư nữa. Nhưng mà còn 560 ngàn, mà còn có 2 triệu thì ấy cho mình đầu tư nữa. Cả nhà xem, cả nhà bấm cái món tiếp để cho có ích cho xã hội. Hồi nãy nó bị rớt ở đâu mà. Chưa có đầy. Và trên phải một hàng lông mi mới đẹp. Đúng không? Nhưng mà cái này dán là vậy đó. Tại vì nó đi chơi với trai là rớt. Nó rớt từng cộng vậy đó. Làm sơ sơ như thôi nha cả nhà. Trang điểm sơ sơ thôi nha. Làm kỹ quá đấy. Vậy thôi, được chưa? Những ngày thì phải làm đều không? Tiếng này thì nó kỳ quá, đáng dịch ra. Nếu vậy là dịch ra. Dịch ra đây. Rồi, người ta có mua hộp phấn hết. Nhưng mà cái tóc là mình nâng cho đợi cái tráng nhìn kỳ. Tráng con gái mà nhìn bướng bỉnh. Đó, cả nhà thấy khác mới quay bình thường chưa? Mình có mua hộp phấn mắt này, hồi nãy chưa có mở ra không? Còn 75 ngàn nữa. Mua ở chợ đó.
mình đâu có mua cái pha cái đánh mắt đâu, lấy cái tay đánh luôn hả? Tự nhiên mua cái bấm đâu mình kia. Thôi đánh mắt đánh màu nào kệ nha, đánh màu hồng đi không, cái môi hơi chưa có đánh mình. Còn là đánh màu này đây, kiểu những thập niên ngày xưa thường trang điểm kim tuyến này nó. Đánh cái nó khác liền hả? Có màu này cũng đẹp nè, màu này không có kim tuyến. Rồi đánh ở dưới màu màu này, đánh ở dưới màu này. Đi club, cho các anh lấy mắt chơi. Với đồ đắt lắm của cái mặt mình. Thấy chưa, nó khác liền không? Có cái hộp phóng cho nó đẹp chứ. Cái máy hồng luôn không cả nha. Nó cho anh phóng mắt đánh cái máy hồng luôn không? Cái lông mày ở trên hình như chưa có đủ sao vậy ta? Thấy bên đây nó để cho con bắn đánh trang điểm cái máy hồng luôn. Ở trong đây là cái máy, lấy cái máy cái màu ở trên này là máy hồng, mình mua nửa đông có máy đâu. Hồi xưa là người ta hay đánh sót lên, bây giờ cái thời hiện đại người ta đánh ngang vậy. Hồi xưa là đánh như này là cắn địa kiểu ngày xưa, nhưng mà giờ đánh ngang kẹt này. Còn kiểu Thái Lan là gì nè, kiểu Thái Lan là hồng hết luôn, hồng từ con mắt cho tới ở dưới luôn. Vừa thôi, làm sơ sơ thôi, làm lố quá nó. Cái này nó dính tụi này nhỉ, trò này bị dính cái gì, không bị đớt. Làm sơ sơ thôi. Thường thường người ta hay đánh cái vùng trán chữ T là cái mấy cái màu này nè. Mấy cái màu đó, thấy không, đánh vô cái nó sáng cái mũi chữ T đây, cái mũi hơi mà trang điểm, tại vì cái mặt mình nó ấn tượng con mắt rồi, trang điểm cái mũi nó nữa, người ta đỡ cái mũi, cái lố làm lố là nó không có đẹp, biết vừa là đủ rồi, biết đủ rồi, cái này là bị rớt xuống rồi. Biết đủ là hạnh phúc, biết đủ là đẹp. Được chưa cả nha, nhưng mà không có đồ, cái mặt này được chưa, cái môi thấy không, cái trang điểm mình thấy cái màu này cũng được rồi không, mấy chị nói được là trang điểm đậm cái môi, còn cái này là cái gì vậy, mua gì cũng nhớ mà mascara tự nhiên mua chị không, thấy gắn cái lông mi này lên là được rồi, cái lông mi mình đã bị hoạch xuống, giờ cái tóc, ủa có mua gì nữa không vậy, hết rồi hả, ừ vậy được rồi đó, ủa cũng đâu có mua gì nữa đâu, cái hộp phấn mọi người nữa, cũng hay lấy cho cái mũi cho nó đi, nó trắng trắng. Anh không giàu sang đi với ai, với người ta anh như đầy phấn son, không như người ta muốn nồng cháy với gian dối, tình đó với em là trái tim. Cái này đó, không có đồ, nhưng mà để Huy ra chọn một cái bộ đồ này sau này. Bây giờ làm sơ sơ vậy thôi nhá, làm cái mặt thôi. Hay là lấy cái khăn này làm cái cả nhà, hay là lấy cái khăn này làm cái ấy không, làm cái áo ống á. Lấy cái khăn này nè, mình làm cái áo ống được không cả nhà? Nè, mà cái tóc không biết sao, mình làm cái tóc nhưng mà phải quấn cái khăn vô trước. Làm cái áo ống là người mấy người hoa hậu phải làm áo ống đó, nó xếp đi. Mình chưa đánh cái môi không? Mấy chị nó được đánh môi đỏ. Nhưng mà con gái có nhiều người ngực lét nhưng mà nó thời trang, cho nên mình khỏi trang điểm cái ngực cũng hợp. Đó, cả nhà thấy được không? Cô gái cái tóc thì chắc phải cắt quá không? Cắt luôn thôi cả nhà không? Chứ bình thường là để cái tóc kiểu như này thì cũng đẹp đó, kiểu như này nó cũng cô gái Nhật Bản như này. Ý
元気ですか元気です今からだけでも何だかってまった今どうやらくれよかけまわるんだけどお前どうでもいいのに何かけまわるんだろうまた何もなんか言うてんぼいこだけまたねもうまた con gái có nhiều người mặc quần jean đục đẹp giống như chị họ hẹn đi ha chị mặc quần jean mà chị được vô tấm năm Miss Universe cho giờ Huy mặc lấy cái váy Huy mặc rồi Huy nghĩ là cái tấm này đẹp khỏi các cái sở hữu quá để nghe comment có nên cắt cái tóc nha còn lông mày thì chưa có trang điểm nhiều cái chị Nhật Bản cũng để cái tóc này nha mấy cái chị Nhật Bản á để cái tóc này nhìn khác không cả nha nhìn khác không? Đó, nhìn này, con gái nhiều người cũng mặc quần jean chứ bộ ha mình lấy cái máy thôi máy để đâu cái máy mới giống con gái hả cái này cả nhà đó được chưa cả nhà thấy được không cả nhà thấy hơi trang điểm mới được đi ra ngoài đường chơi trời lấy cái nơ cột lên cho nó đẹp mình đánh cái môi đi ví dụ mình đánh cái môi đỏ lên thử nha cái nơ là trang điểm sơ sơ thôi nhé cái môi hơi mỏng quá nè đó đẹp chứ bộ cả nhà thấy hơi cả giống chị gái thôi chị hai á trang điểm có giống chị hai có một hình xăm cô gái có một hình xăm ngay cái bờ vai đẹp chưa xăm theo cái hình này rồi nhưng bây giờ đang bị bệnh lắm còn bữa hồi thì xăm mình hỏi nó em chưa có ý là người ta cũng cho xăm luôn ý mình hỏi vậy mình lúc đó không có bệnh nhưng mà ý là mình cũng lo mình hỏi người ta cũng cho xăm luôn có nhiều chỗ người ta vẫn cho xăm bình thường rồi nha nhưng mà xăm cái hình gì đẹp không thí dụ mà xăm cái hình này đẹp hơn cái hình thường hay là không xăm không xăm nhìn nó hiền hả ok kết thúc clip tại đây nha chào cả nhà nếu cả nhà thấy clip này vui ý nghĩa hay thì bấm cảm ơn cho Huy nha em cảm ơn chị Trang em gái Nhật Bản cảm ơn chị Trang đã tài trợ cho cái clip này đó là những cái đồ làm quay cho chị xem và Huy hy vọng cả nhà cảm ơn chị Trang đây là em mới là có người tài trợ cho cái clip được cho nó xem nha chứ Huy cũng không có điều kiện nữa xin chào cả nhà đến với kênh Huy Ma Bangkok xin chào cả nhà đến với kênh Huy Ma Bangkok.